Cuba dập tắt được đám cháy ở bể chứa nhiên liệu đầu tiên. Giới chức tỉnh Matanzas ngày 7 tháng 8 thông báo đã dập tắt được đám cháy ở bể chứa nhiên liệu đầu tiên và hiện đang tập trung dập lửa ở bể chứa thứ hai, cũng như ngăn chặn lửa lan sang các bể chứa khác. Các lực lượng chức năng Cuba vẫn đang tiếp tục tìm cách kiểm soát đám cháy ở kho chứa nhiên liệu ở tỉnh Matanzas với sự trợ giúp của Mexico và Venezuela. Kho chứa dầu tại tỉnh Matanzas là điểm tập kết và vận chuyển dầu cho nhiều nhà máy nhiệt điện của Cuba. Tối 5 tháng 8, một trong 8 bể chứa dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Đám cháy sau đó đã lan sang bể chứa thứ hai và gây ra một vụ nổ. Bộ Y tế Cuba cho biết một người đã không qua khỏi, 17 lính cứu hỏa mất tích và 121 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Livan Aronte. Gần 5.000 người đã được sơ tán tới các khu vực an toàn. Giới chức tỉnh Matanzas ngày 7 tháng 8 thông báo đã dập tắt được đám cháy ở bể chứa nhiên liệu đầu tiên và hiện đang tập trung dập lửa ở bể chứa thứ hai, cũng như ngăn chặn lửa lan sang các bể chứa khác. Tuy nhiên, nguy cơ lửa lan sang bể chứa thứ ba vẫn cao do khoảng cách giữa đám cháy và các bể chứa là không nhiều. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi sự giúp đỡ và lời khuyên từ các quốc gia thân thiện có kinh nghiệm về nhiên liệu để giúp khống chế đám cháy. Nhiều nước đã đề nghị được tham gia hỗ trợ Cuba để dập tắt đám cháy như Mexico, Venezuela, Nga và Mỹ.